vui vui gì ăn tại chỗ á. Vui rồi nhé. Ơi khách tự lừa nha các bạn. Quá bé luôn á. Đó là sao bé là nói con qua nó mà. Thế là cô ở con thân nói không? Đúng không? Cái thằng cô trong yên đó. Nó hỏi ta lại con đó. Là sao là sao? Cô là em con nghĩa không? À. Đúng rồi. Ủa, bà chủ bà vui hơi ra mặt luôn á. Ghê. Tôi suy nghĩ đi. Cho cô 30 phút suy nghĩ luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao ý là con sao? Cô đang gửi lại hành trình là mua sầu riêng ở bên kia hả? Ai bán? Mà ai bán? À, Tường Thành bán. Cô mua ở đâu không ăn biết chứ, mua ở đây cô an tâm. Mấy em nó bao luôn. Quá trời. Bà đừng bà đừng chín được nổi. Nửa ký. Nó chưa chín tới đó. Chấm ba. Mới trên đấy á, nó vừa trên đấy á, cô. Giống như sầu riêng Thái hả? Không đâu được, khui ra rồi là nó đâu chín nữa. Anh cứ giỡn không? Sao bà chủ? À, bạn của cô bên kia có mua sầu riêng. Vô khen bà chủ quá trời, cuối cùng không mua được cái sầu riêng. Chết. Khui nấm vô.
Khui liền, khui từ trong đáy ra luôn. Cái đây nãy ngon nè, chị cho lấy cái hai muối à. Còn muối. Còn muối để rồi chỗ bay nha. Tám lần hai, 240. Cái này được hai hộp cơm hả? Hai hộp cơm.